Alo, xin kính chào tất cả các bạn, quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì mình muốn hướng dẫn các bạn cái cách vẽ đường ảnh hưởng, vẽ nhanh đường ảnh hưởng trong hệ dầm cũng như là hệ dàn. Vậy thì trọng tâm của buổi hướng dẫn này thì mình muốn hướng đến các bạn vẽ đường ảnh hưởng nhanh của hệ dàn để chúng ta phục vụ cái công việc thiết thực nhất, đấy là kiểm tra giữa kỳ cầu thép sắp tới và mục tiêu là kiểm tra cuối kỳ thi cuối kỳ môn cầu thép 2. Vậy thì trước khi mà đi vào vẽ nút dàn thì mình muốn nói qua về cái dầm. Vậy thì cái chuyện vẽ đường ảnh hưởng với dầm bạn chắc cũng không xa lạ gì. Cái dầm thì chúng ta học ở cầu bê tông 1, cầu bê tông 2. Và cái việc vẽ đường ảnh hưởng thì chúng ta đã được học từ học kết cấu 1, kết cấu 2 cũng có. Đấy thì hai cái kết cấu đấy thì chúng ta có vẽ đường ảnh hưởng. Thì nếu bạn muốn hiểu được cái bản chất sâu xa của nó, cái cách vẽ cụ thể chi tiết đi từng bước step by step thì các bạn có thể xem lại các bài giảng của cơ kết cấu 1 của các thầy cô trong bộ môn cơ kết cấu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm trên mạng, trên YouTube rất là nhiều cái video nói về vẽ đường ảnh hưởng. Vậy thì hôm nay mình không nói về cái cách vẽ truyền thống nữa mà mình muốn hướng dẫn các bạn vẽ một cái cách rất là nhanh. Tất nhiên là mình không biết là nó có chính thống hay không, nhưng mà cái cách này thì mình cảm thấy là nó vẽ là thứ nhất là nhanh, hai nó là cũng là chính xác, về cái độ tin cậy nó là ok. Tất nhiên là mình chưa chưa có thuần thục lắm, cho nên là trong quá trình hướng dẫn có thể là có một số cái sai sót. Nếu các bạn phát hiện ra sai sót thì bạn có thể tự chỉnh cho mình và comment bên dưới để mình biết, mình chỉnh sửa nhé. Trước tiên thì mình đi vào hệ dầm. Đấy thì mình có vẽ sẵn hai đường ảnh hưởng lực cắt và moment. Và ok, thì mình nói về hệ dầm. Hệ dầm chúng ta có dầm đơn giản, chúng ta nói về dầm đơn giản thôi. Thì ở đây mình chia hệ dầm này thành 10 tiết diện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 tiết diện. Vậy thì bây giờ mình có hai loại đường ảnh hưởng, đó là đường ảnh hưởng moment và lực cắt. Vậy trước tiên là mình sẽ vẽ đường ảnh hưởng moment trước đã. Ví dụ mà mình muốn vẽ đường ảnh hưởng tại tiết diện này, tiết diện bất kỳ nào này chẳng hạn. Đấy, ok. Mình muốn vẽ đường ảnh hưởng tại một tiết diện bất kỳ này chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ mình vẽ như nào? Thì chúng ta sẽ làm theo các bước step by step luôn. Đầu tiên chúng ta vẽ một cái đường chuẩn. Đầu tiên chúng ta vẽ đường gióng này. Đường gióng này là mình vẽ trước rồi. Sau khi vẽ đường gióng thì chúng ta vẽ đường chuẩn. Vậy thì sau khi vẽ đường chuẩn xong ấy, thì chúng ta vẽ một cái đường xuất phát từ gối. Đây mình tạm đặt tên nó là hai cái gối, gọi là A và B nhé. A và gối bên này là B. Thì các bạn có thể vẽ từ gối A, các bạn vẽ một cái đường thẳng có độ dài là bằng cái độ dài từ đoạn A đến cái vị trí cần vẽ đường ảnh hưởng. Ví dụ đây chẳng hạn, đúng bằng đoạn này luôn. Các bạn vẽ cái giá trị của cái đường này này, cái đường gióng xuống này này, đúng bằng giá trị từ A đến cái đường ảnh hưởng 2008 luôn. Ví dụ vẽ các bạn vẽ như vậy. Thì ví dụ mình vẽ như thế này thì nó khá là to, cho nên là mình sẽ thôi thì mình cứ để thế cho nó chính xác nhá. Nếu các bạn vẽ chính xác thì các bạn có thể đi ngay trong két và kết quả đã là chính xác, các bạn không cần phải tính nữa. Thì sau khi vẽ được đường này rồi, chúng ta tiếp tục nối cái đỉnh của đường này đến gối B. Đấy. Đấy thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn theo hai cách để vẽ được cái đường ảnh hưởng moment. Tiếp theo đó là cách thứ nhất. Tiếp theo là bạn tại gối B bạn nối một cái đường tương tự. Nối một cái đường tương tự. Giống kiểu đường A ấy, nhưng mà cái khoảng cách bây giờ là từ gối B đến điểm cần vẽ đường ảnh hưởng 3.500 chẳng hạn. Đấy, bây giờ tiếp theo bạn lại nối cái đỉnh này sang gối A. Đấy, bạn thấy không? Bây giờ mới hiện ra đường ảnh hưởng này. Bạn nối gối A này lên điểm giao cắt này, đến đây này. Đây là chính là đường ảnh hưởng của moment tại tiết diện này, tại tiết diện mình đang đánh dấu đây. Đây là đường ảnh hưởng moment. Và đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai ấy là sau khi các bạn vẽ được cái đường ảnh hưởng từ đường cái đường dạng này này, từ A này, thì bạn từ cái điểm cần lấy tại tiết diện đấy,
trên đường chuẩn đấy các bạn, nối lên cắt đường này đâu thì đấy chính là cái đường ảnh hưởng chúng ta cần vẽ. Vậy thì các bạn lúc nãy có thể để ý xem, các bạn xem lại cái đoạn lúc nãy thì cái chỗ mà hai đường này giao nhau chính là chỗ này luôn đấy, thì nó đặc biệt như thế. Thì mình đã vẽ xong cái đường ảnh hưởng của moment tại tiết diện này, và tất cả các tiết diện khác các bạn đều vẽ tương tự như vậy. Mình tạm stretch nó nhỏ lại cho nó dễ nhìn nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ vẽ đường ảnh hưởng của lực cắt. Vậy thì chúng ta có cái đường gióng rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ đường chuẩn thôi. Vẽ đường chuẩn bây giờ rất là dễ, đường ảnh hưởng lực cắt cực kỳ dễ luôn. Vậy thì sau khi mà các bạn vẽ được như này này, thì các bạn từ gối A các bạn nối xuống một kẻ xuống một đoạn có giá trị là 1. Các giá trị là 1 thôi các bạn nhé, 1, nó là 1. Nhưng mà ở trong hình này mình để mà nó cho nó đẹp thì mình sẽ vẽ là 1000, để cho nó nhìn nó to ra, hình nó to ra thôi. Từ gối A này các bạn vẽ một giá trị, vẽ một đường có giá trị là bằng 1 này. Từ gối B các bạn cũng vẽ một đường có giá trị là bằng 1 nhưng mà có chiều ngược lại với chiều của gối A. Đấy các bạn, bây giờ các bạn nối đỉnh của cái đường bên gối B này sang gối A, đỉnh từ đường gối A sang gối B. Đấy, từ cái tiết diện của các bạn này, tiết diện cần lấy đường ảnh hưởng, các bạn nối đến đây, đây là tiết diện mình cần lấy đường ảnh hưởng đúng không? Lên đây này, nó cắt này, xuống đây, đấy, đây là đường ảnh hưởng lực cắt của cái tiết diện này. Vậy thì nhận xét ở chỗ này là nó có bước nhảy, cho nên là đường ảnh hưởng lực cắt nó bị cắt này. Thì tất cả các đường ảnh hưởng khác ở tất cả tiết diện khác các bạn đừng đều vẽ tương tự, đều vẽ tương tự các bạn nhé. Ok, thì đấy là trên cơ sở cái hệ dầm, thì chúng ta chuyển sang hệ dàn. Đây thì mình có vẽ ra một cái hệ dàn như này, hệ dàn như này thì chúng ta đầu tiên chúng ta cũng là chúng ta vẽ những cái đường gióng như này, hoặc là chúng ta vẽ đường chuẩn. Bây giờ mình sẽ cần vẽ đường ảnh hưởng của đường ảnh hưởng của thanh N1 đúng không? Đấy, mình vẽ đường ảnh hưởng của thanh này nhá. Bây giờ mình vẽ đường ảnh hưởng của thanh này. Thì cái thanh N1 này các bạn vẽ như nào? Ví dụ bình thường ấy là các bạn nếu mà dùng phương pháp mặt cắt ấy, các bạn sẽ phải làm như này đúng không? Các bạn sẽ phải cắt thành một cái mặt cắt như này. Đấy, thì các bạn lúc này tính nội lực của thanh N1 bằng việc đấy là lấy moment so với điểm này đúng không? Lấy moment so với điểm C chẳng hạn. Đấy, đúng không? Đấy, lấy moment so với điểm C chẳng hạn. Thì các bạn tính được N1 đúng không? Cắt qua mặt cắt này thì hai thanh này là ba thanh này là nội lực cần tính. Thì mình phải lấy moment với điểm C để nó triệt tiêu hai cái nội lực trong thanh này đúng không? Chỉ còn cái này. Và bây giờ mình sẽ tính N1 thông qua VA đúng không? Bây giờ chúng ta vẽ một cái đường. Chúng ta cũng vẽ một cái đường như kiểu mà lúc nãy mình vẽ từ gối A các bạn. Bạn trước tiên các bạn phải nhận xét là thanh nào là nén, thanh nào là kéo. Vậy thì trong cái hệ mà dàn mà thanh đường xe chạy dưới này ấy, thì chắc chắn tất cả các thanh phía dưới này nó đều là chịu kéo và tất cả thanh phía trên đều chịu nén. Vậy thì mình quy ước là thanh chịu kéo thì đường ảnh hưởng nó nằm phía dưới so với đường chuẩn, còn thanh chịu nén thì đường ảnh hưởng nó nằm phía trên so với đường chuẩn. Các bạn chú ý một chút cái đấy nhé. Thì bây giờ cái thanh này số 1 này là mình nhận xét là nó chịu kéo. Thì bây giờ mình sẽ vẽ xuống phía dưới đúng không? Cái dạng nó là nó đi xuống phía dưới. Thì mình vẽ một cái đường này. Độ dài của nó là bằng bao nhiêu? Vậy thì độ dài của nó chính là bằng cái đường này, chính là bằng đoạn thẳng này này. Giá trị của đoạn này mình quy ước ở đây là A, thì chỗ này chính là 3A đúng không? Đúng không? Đấy. Và đoạn đấy chia cho H. Chia cho H. H. Giá trị của đoạn này này, các bạn vẽ một cái đường bằng chính bằng 3 chia H, chính là bằng khoảng cách từ cái gối bên hệ bạn xét đấy cho đến cái vị trí điểm bạn lấy moment. Đấy là các bạn cứ làm thế đã, rồi nói chung là cái này chứng minh nó không khó đâu, các bạn cứ làm thế. Từ A vẽ một đường thẳng có giá trị bằng khoảng cách từ gối
đến vị trí lớn moment chia cho chiều cao dầm. Ok, sau khi mà các bạn vẽ được đường thế thì các bạn từ đỉnh bạn lại nối về về giống hệ dầm chưa? Bây giờ giống hệ dầm chưa? Bây giờ chúng ta lại có hai cách như lúc nãy. Cách thứ nhất là bạn tiếp tục vẽ một cái đường và nó bằng khoảng cách của nó chính là bằng từ điểm lấy moment sang gối bên này. Đấy, đấy các bạn vẽ xuống như này này. Các bạn nối về đây này. Đấy, đúng không? Là bằng khoảng cách bên này là 7A đúng không? 8 gì đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7A chia cho H. Bên này lấy bằng một đằng đường bằng đúng bằng 7A chia H. Và sau khi bạn lấy được một đường như thế, các bạn lại nối từ gối A sang chỗ này. Đấy, thì mình sẽ làm cách thứ hai để nó nhanh hơn. Đây, tức là mình cần lấy nội lực thanh 1 và mình nhận xét ở đây là mình đang lấy vào điểm C. Thì đây, tiết diện trên đường chuẩn của bạn gióng đúng điểm C, bạn cắt ở đâu. Đấy, bây giờ các bạn vẽ được đường ảnh hưởng chưa? Đây chính là đường ảnh hưởng của thanh N1. Ok, và nếu các bạn vẽ theo phương pháp thứ nhất ấy, thì cái đường này chắc chắn nó cắt bên này và cái đoạn này chắc chắn là nó bằng 7A chia H. Ok, chắc chắn là như thế. Bởi vì hai phương pháp hai cái cách này nó đều đưa ra một kết quả mà. Ok, đấy là hai cách vẽ đường ảnh hưởng. Vậy thì mình quên nói với các bạn, trong hệ dàn này thì nó có nhiều cái loại thanh, nó có mấy loại thanh. Thứ nhất là thanh biên. Biên thì có thanh biên trên và thanh biên dưới. Đây, đây là những thanh biên. Thanh biên trên. Đây, đây là những thanh biên dưới. À, ngoài thanh biên là nó có thanh xiên. Thanh xiên là thanh 2, thanh 4 này. Ngoài thanh xiên nó có thanh đứng. Đấy, đó có tối thiểu là gì nhỉ? Đấy, trong cái hệ này của mình là nó có 3 loại thanh đấy rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ từng loại thanh một. Mỗi loại thanh thì nó có một cách vẽ khác nhau. Đấy. Thì ví dụ thanh mình đang hướng dẫn vẽ thanh đường hình thanh N1. Thanh N1 là thanh biên dưới, đúng không? Thanh biên dưới. Và thanh biên trên thì nó cũng tương tự với thanh biên dưới thôi, nó cũng không có gì khác biệt cả. Bởi vì thì đang vẽ đường ảnh hưởng thanh biên dưới thì mình tiếp tục vẽ đường ảnh hưởng thanh số 5 luôn, đúng không? Mình vẽ đường ảnh hưởng thanh số 5. Đường 5. Đấy. Vậy thì đang một mạch như thế thì bây giờ chúng ta vẽ như nào? Ta lại vẽ một cái đường chuẩn. Đấy. Vẽ một cái đường chuẩn nhá. Chúng ta copy mặt cắt này sang đây. Muốn tính thanh số 5 phải cắt xanh qua thanh số 5 đúng không? Mà muốn tính được nội lực thanh số 5 là phải triệt tiêu hai cái nội lực thanh biên trên này và thanh số 4 đúng không? Mình tạm gọi đây là D. Sorry các bạn, cái này nó bị trùng lệnh E chẳng hạn. Ok, thì mình phải lấy moment cho cái điểm E thì mình lấy mất hai cái moment trên này đúng không? Thì mình mới lấy được nội lực thanh 5 đúng không? Ok, tiếp tục chúng ta lại tiếp tục vẽ một cái đường ảnh hưởng nhá. Từ đây sang đây. Chỗ này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 5A. Đúng không? Đấy, từ gối A các bạn. Và các bạn phải nhận xét tiếp tục, lúc nãy mình nhận xét đây là thanh phía dưới là thanh biên dưới là nó chịu kéo đúng không? Biên dưới nó chịu kéo. Thì mình phải vẽ một cái đường xuống phía dưới so với đường chuẩn. Cái đường này nó có độ dài là bao nhiêu? 5A chia 2. 5A chia 2. Chính bằng cái khoảng cách từ điểm lấy moment đến gối. Đấy. Và chúng ta lại tiếp tục nối. Xong rồi. Nối tại vị trí của E, chúng ta vẽ một cái đường thẳng cắt đường ở đâu thì ở đó chính là điểm trong đường ảnh hưởng của N5. Bạn hiểu chưa? Chúng ta có những cái bước nào này. Bước thứ nhất này, chúng ta phải xác định thanh đấy là chịu kéo hay chịu nén. Đấy, chịu kéo thì đường ảnh hưởng nó nằm phía dưới, mà chịu nén đường ảnh hưởng nằm phía trên. Bước thứ hai, bạn từ một trong hai gối này bạn vẽ một cái đường thẳng có giá trị đúng bằng cái khoảng cách, đúng bằng cái khoảng cách từ điểm lấy moment đến gối, gối nào thì tương ứng gối đấy nhá. Đấy, đúng bằng khoảng cách đấy. Xong bạn nối từ điểm lấy moment, từ cái điểm lấy moment các bạn kẻ xuống cắt đường vừa nối ở đâu thì đấy chính là
cái đỉnh của cái đường ảnh hưởng và chúng ta nối thành đường ảnh hưởng thôi. Đấy là xong đường ảnh hưởng của thanh biên các bạn nhé. Đấy là đường ảnh hưởng của thanh biên. Thanh biên trên thì thực ra là nó cũng tương tự thanh biên dưới thôi, nó cũng không có cái gì khác biệt cả. Bây giờ chuyển sang thanh xiên. Thanh xiên thì ở đây chúng ta có hai thanh, thanh số 2 và thanh số 4. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thanh số 2, còn thanh số 4 thực ra là nó cũng tương tự và mình sẽ vẽ nhanh thôi nhé. Bây giờ mình xác định này, thanh số 2 này, thanh số 2 này thì mình nó là muốn tính lực dọc của nó ấy, thì mình phải làm gì? Mình phải chiếu lên phương y. Mình phải chiếu lên phương y đúng không? Mình chiếu lên phương y thì nó mới tính được lực dọc của nó. Ok, sorry tất cả các bạn, nó hơi ồn. Thì muốn tính được nội lực thanh số 2 này, khi mà các bạn cắt đấy thì bạn phải vẽ được cái đúng không? Đây đúng không? Vẽ tạm như thế. Đúng không? Đấy. Thì các bạn cắt rồi. Các bạn cứ giả sử, ví dụ các bạn lấy phần hệ bên này. Các bạn lấy phần hệ bên này, các bạn cứ giả sử là nó theo chiều dương đi chẳng hạn. Thì nó theo chiều dương thì nó hướng ra khỏi mặt cắt mà, đúng không? Hướng ra khỏi mặt cắt như này, tức là thanh xoa này chịu kéo. Thì bây giờ các bạn bình thường là các bạn phải tính được phản lực ở tại A đúng không? Bạn tính phản lực tại A được rồi. Thực ra là cái này nó hơi rắc rối, mình nói thì nó cũng hơi khó hiểu, nhưng các bạn chú ý một chút là nó ok thôi. Bạn chú ý một chút, mình nói thì hơi khó hiểu. Đây là VA này. Bây giờ các bạn chiếu lên phương y này. Chiếu lên phương y thì bây giờ có lực nào? Lực N2 này, lực N2 và lực VA đúng không? Hai cái lực này. Mình nói qua một chút về cái việc đấy là chúng ta vẽ đường ảnh hưởng như thế này, hệ dầm như thế nào. Thì cũng như hệ dầm thôi, chúng ta cứ cho cái lực V1 chạy, chạy dọc. Với như kiểu trên hệ dầm thì chúng ta sẽ cho V1 chạy dọc, dầm. Còn với hệ dầm thì chúng ta cho lực V1 chạy tại các nút dầm, à nút dầm. Chúng ta cho V1 chạy là các nút dầm. Vậy thì đây, để cho nó có cái độ chính xác thì đây. Đây là cái cách vẽ đường ảnh hưởng chính xác, truyền thống. Mình tạm gọi nó là truyền thống đi. Theo đúng trình tự thì nó tính như này. Thì các bạn có thể xem ở phần mô tả video của mình sẽ upload lên cho các bạn xem. Các bạn xem cái phần mô tả video ấy thì các bạn download về, các bạn xem cái cách tính. Bây giờ mình sẽ vẫn các bạn tính nhanh thôi, vẽ nhanh thôi. Các bạn cắt sau cái cắt cái này này, các bạn nhận xét này, cái đường số 2 này thì nó hướng xuống, xu hướng của nó là hướng xuống đúng không? Đường VA hướng lên, có nghĩa là hai đường này ngược chiều nhau. Ngược chiều nhau thì là gì? Thì là khi mà các bạn cân bằng phương trình theo phương y ấy, thì N2 này chắc chắn nó sẽ dương. Chắc chắn nó sẽ dương đúng không? Thì như mình nói lúc nãy, nếu mà nó dương thì làm sao ạ? Thì nếu mà nó dương thì cái đường ảnh hưởng là nó nằm ở phía dưới đúng không? Cái đường ảnh hưởng nằm phía dưới. Tạm thời mình cứ vẽ một cái đường xuống phía dưới đã. Chả biết giá trị nó là bao nhiêu đâu, kệ, mình cứ vẽ thế đã nhá. Vẽ một đường ảnh hưởng xuống phía dưới. Bây giờ các bạn muốn cân bằng thì các bạn phải tính được cái đường thằng này đúng không? Cái này tức là cái này chiếu lên phương này đúng không? N2 này mà chiếu lên phương y thì bạn mới cân bằng được với VA đúng không? Thì cái đường này chính bằng cốt của góc này, cốt alpha hay beta đấy, cứ tùy các bạn đặt tên nhé. Cái góc này là góc này này. Đây. Đấy, cốt của góc này này. Cái góc này này, góc giữa hai đường này này. Cốt của góc này đúng không? Là tính ra đường này đúng không? Thì các bạn bây giờ mình sẽ nói luôn với các bạn, đấy là cái giá trị này nó là bằng một chiếc cốt. Một chiếc cốt mình tạm gọi nó là alpha nhé, một trên cốt A. Mình khẳng định với các bạn luôn, đây là nó là giá trị là một chiếc cốt A, và luôn luôn nó là như vậy. Nếu như các bạn tính góc này thì nó là một chiếc cốt, còn các bạn tính với góc này, cái góc này này, cái hai cạnh này thì một chiếc sin, thế thôi.
một chiếc cúp và một chiếc xin thế thôi nhé, đỡ phải các bạn mất công phải tìm hiểu, phải nói dài dòng. Thì mình nói luôn cái giá trị cái chỗ này nó là một chiếc cốt và luôn luôn nó là như vậy. Vậy thì khi mà gối A nó hướng xuống phía dưới thì khi mà bạn cắt, đấy là cái khi bạn lấy hệ bên này thì so với A là nó dương, còn khi mà các bạn cắt đoạn lấy hệ bên này thì các bạn lúc này cái đường này nó như thế này này, thì lúc này các bạn thấy không, B cũng hướng lên mà cái này cũng có xu hướng hướng lên, thì lúc này B với lại N2 là cùng dấu, thì lúc này là nó là âm đúng không, âm thì nó là phía lên phía trên. Copy đúng giá trị này nhá, bạn bỏ lên đây nhá. Thì nếu như các bạn không cần set hệ bên này đâu, các bạn chỉ cần set một hệ bên này, các bạn cắt, bạn set hệ bên này, bạn xem nó có cùng dấu hay không. Nếu mà cùng dấu, nếu mà cùng hướng ấy, cái đường này này, cái xu cái đường này với đường này nó cùng hướng ấy, thì bạn là nó âm, âm thì bạn vẽ lên phía trên, và cái gối bên thì bạn vẽ ngược lại nó về xuống phía dưới. Còn nếu mà cái đường này với đường này nó ngược hướng như này này thì nó là dương, dương thì lại vẽ xuống phía dưới. Còn cái đường này thì ngược cái đường này thế thôi. Từ đây bạn nối, bạn giống cái đường ảnh hưởng của cắt thanh dầm không? Khác một điều đấy là ở chỗ này là bên thanh dầm là 1, đúng không? Và bên này cũng có giá trị đúng bằng 1 trên cột A. Cho nó nhanh, thấy cho nó nhanh. Ok, bây giờ việc của bạn sẽ là nối. Nối như nào? Bạn nhận xét cái thanh này này, cái thanh số 2 này này là nó có hai cái nút, nút ở đây, đấy, nút ở đây và nút ở dưới này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nối, mình nói luôn cho nó nhanh. Đây, nối luôn. Đấy. Bạn thấy không? Nó nút ở đâu thì nó cắt ở đó. À, nút này. Nút này, cắt này, cắt này. Và cái điểm cái đường này luôn luôn xuất phát từ A này, xuất phát từ A này, lên gặp nút, cắt nút, chéo phát có bước nhảy, gặp nút, cắt nút về B. Thế thôi. Và tiếp tục chúng ta vẽ tương tự như thế, chúng ta vẽ đường số 4. Lại có một cái đường chuẩn. Cái thanh số 2. Vẽ đường số 4. Đây là vẽ đường số 4 các bạn nhé. Đây là vẽ đường số 4. Thì bây giờ chúng ta vẽ đường số 4 thì sao nhỉ? Lại như lúc nãy. Lại như lúc nãy chúng ta, trước tiên là chúng ta phải xét dấu nó đã, đúng không? Bây giờ ví dụ mình lấy với hệ B đi, hệ bên B đi, mình nhận xét là cái B này đi lên, cái 4 này đi xuống, mình lấy hệ bên này đúng không, mình cắt mặt cắt này, mình lấy hệ bên này, nhận xét là B đi lên, 4 đi xuống, nhận xét thế là so với B là 4 dương đúng không, dương xuống phía dưới một chiếc cốt, copy đúng cái giá trị này xuống đây luôn, một chiếc cốt dương, bên A thì ngược lại, bên A lên từ trên này, bạn nối. Nối. Đấy. Bây giờ tiếp tục từ gối 4 này có hai nút đây. Đấy. Bây giờ từ gối A gặp nút cắt phát, gặp nút cắt phát quay về B đúng không? Ok, thế là xong đường ảnh hưởng số 4 đúng không? Thế nó đơn giản thôi, không có cái gì phức tạp ở đâu, thế thôi. Đấy. Vẽ đường ảnh hưởng N2 giải thích nó hơi lâu một chút. Còn vẽ đường ảnh hưởng N4 nó đơn giản không à. Một khi đã có hướng rồi vẽ phát ra luôn. Còn thanh số 3 này cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn có một cái nhận xét thế này này. Trong một cái hệ thì chúng ta có một số cái thanh mà bằng 0, có giá trị bằng 0. Ví dụ như là hai thanh mà nó có một cái, tất nhiên là bên này có một cái hệ nữa các bạn nhé. Tất nhiên bên này là có hệ hai thanh này. Hai thanh này là nối với nhau tại một nút, nhưng mà tại nút này không có lực thì cả hai thanh này nội lực của nó bằng không. Các bạn thấy một cái hệ nào mà có hai thanh mà cứ trụng đầu vào nhau mà không có lực đó thì hai thanh đấy auto bằng không. Và nhận xét thứ hai là trên một cái hệ mà tại nút đấy có ba thanh mà hai thanh này là thẳng hàng. Bây giờ đây là hai thanh bạn nhé, mình vẽ hai thanh nhé. Đây là một cái nút này, hai thanh này là thẳng hàng này, thanh còn lại không thẳng hàng còn lại ấy. Mà ví dụ nút này mà không có lực thì thanh này là nội lực nó bằng không,
cho dù là nó nghiêng hay nó ngả gì, nhưng mà nó nghiêng hay ngả như này, nhưng mà chỗ này không có lực thì thanh này auto lực nó bằng không các bạn nhé. Thế thì ví dụ bây giờ nhìn trong trong hệ dàn này những cái thanh nào lực bằng không, đây này, này, đây, 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 đấy, đây, đây, tất cả những thanh đứng này lực bằng không hết. Vậy thì nếu như mà các bạn không đặt lực vào đây thì nó bằng không hết. Thì khi mà các bạn đặt lực vào thì lực này đúng bằng cái gì? Đúng bằng cái giá trị mà lực các bạn đặt vào luôn. Bởi vì lực nó có thể thành thẳng đứng mà. Từ nhận xét đó chúng ta vẽ một cái đường chuẩn. Ok. Thì nó cái nội lực nó chỉ là xuất hiện trong cái thanh này thôi. Thanh này thì nó chỉ liên quan đến, ngoài cái thanh này chịu thì hai thanh còn lại hai bên cũng chịu. Phải không nhỉ? Thôi không liên quan cái việc đấy đâu. Đại khái là nó như này. Đại khái là từ cái thanh này. Bây giờ mình muốn tính thanh số 3. Vẽ tại vị trí tiết diện 3, mình vẽ xuống một đoạn đúng bằng 1. Bây giờ mình vẽ 1.000 cho nó đẹp nhá. Đúng bằng 1, các bạn nối sang hai bên. Và đây là đường ảnh hưởng của nó. Thôi, nó nhiều thì nó cũng chưa nói thì còn hiểu hiểu. Nó nhiều chả hiểu cái gì nữa thì chán. À đúng không? Thanh số 3 à. Đấy, thanh số 3. Từ đúng cái vị trí các bạn cần lấy tiết diện, cần lấy ảnh hưởng, vẽ xuống một đoạn, giá trị độ chỗ này là bằng 1 các bạn nhé. Đúng bằng 1. Bạn nối sang hai bên, hai cái nút gần nhất. Hay được đường ảnh hưởng. Nếu bạn muốn hiểu được chính xác thì mình lại gửi cho bạn, mình bạn lại xem cái này. Đấy, xem người ta vẽ cái thanh đứng, thanh xiên, thanh biên cách người ta vẽ. Đấy. Đấy là xong, mình vẽ hướng dẫn xong các cái cách tính đường ảnh hưởng, vẽ nhanh đường ảnh hưởng của thanh dàn, thanh trên, thanh biên trên, biên dưới, thanh xiên và thanh đứng. Vậy thì bài tập của bạn đây, các bạn thích thì bạn vẽ một cái bài, bạn chụp lại cái bao màn hình lại, bạn xem cái đề này, bao màn hình lại bạn xem cái đề này. Đấy, bạn vẽ cái đường ảnh hưởng thanh số 1, số 2, số 3, số 4. Cái hệ này thì nó khác hệ bên này, nó không có thanh đứng. Đấy, nó không có thanh đứng. Nhưng mà việc không có thanh đứng cũng chả ảnh hưởng gì cả. Nó lại càng thuận lợi, càng đỡ rỗi hình thôi. Đấy, thanh đứng. Thì cái việc thanh đứng này các bạn, nếu mà các bạn chú ý thì thầy thường hay bảo các bạn là cái thanh đứng này không có tác dụng chịu lực. Nó chỉ có tác dụng ổn định công trình thôi. Tham gia vào cái ổn định chung của cái hệ này thôi. Nó không có tác dụng chịu lực các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn vẽ hình này vào ra giấy, xong các bạn thử vẽ, thử tính xem. Đây thì mình tính rồi, mình vẽ ok rồi. Đấy. Sau khi bạn tính xong, bạn lại quay về đây, bạn thử xem cái chỗ này mình vẽ có đúng không. Bạn bao màn hình ở chỗ này lại, bạn xem, đối chiếu xem mình vẽ có đúng không nhá. Đấy. Mình vẽ đây rồi, mình vẽ thanh 1, số 1, số 2, số 3, số 4 đây rồi. Ok, ok, cảm ơn tất cả các bạn. Thì có các bạn trong quá trình mình dẫn đây có một số những cái sai sót thì các bạn, nếu bạn phát hiện ra thì bạn comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình thực ra là mình quay video nhưng mà thực ra là gọi là không kiểm duyệt nữa, không kiểm duyệt, không có đối chiếu, không có kiểm chứng, cho nên là không thể nào nói đúng hay sai, giống kiểu mà tiền đề ấy. Tiền đề người ta chỉ có đưa ra tiền đề mà người ta không chứng minh đấy. Thì mình không phải là đưa ra tiền đề nhưng mà mình không thích, không có, kiểu mình cũng hơi nhát chứng minh ấy. Thì mình không biết là phương pháp này nó có chính xác tuyệt đối không, nhưng mà đại khái là mình trong quá trình vẽ theo cái cách truyền thống, mình cho mình đối chiếu lại bằng cái cách này thì cảm giác nó cũng là khá là ok đấy. Đấy, thì các bạn có bất kỳ cái ý kiến thắc mắc gì bạn có thể alo cho mình cũng được, không thì email cho mình đi, email của mình biết rồi. Các bạn có thể comment phía dưới video để mình xem. Đấy, ok, cảm ơn tất cả các bạn và chúc bạn học tập tốt. Bây giờ mình lại quên chưa nói với bạn là mình cũng vừa hoàn thành một cái tài liệu ôn tập. Nói chung là mình cũng tổng hợp những cái gì cơ bản là thôi, viết từ sách của thầy giáo sư Lê Đình Tâm vào thôi. Tất nhiên là mình cũng có tham khảo một số cái tài liệu khác nữa. Thì đại khái là mình cũng rất là ngại chia sẻ những cái tài liệu như này. Bởi vì mình có một cái dớp,
Mỗi lần mà mình chia sẻ tài liệu ấy thì là người mà người biết thì biết là mình học nó không tốt, nhưng mà được cái là ngu nhưng mà thích thì là thể hiện. Còn người không biết thì cứ nghĩ là mình học giỏi, nên là nhiều khi nó cũng là một cái oái oăm. Và một cái dớp nữa là mỗi lần mà mình chia sẻ tài liệu thì y như làm cái môn đấy mình điểm thấp tất cả môn, thì mà mỗi lần mà mình cứ làm tài liệu xong chia sẻ y như rằng là môn đấy điểm thấp. Không là mình nhiều khi là mình có cái tài liệu này nhưng mà mình rất là ngại chia sẻ. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cũng có thể là những cái việc mà mình viết trong này nó không có chuẩn xác. Trong này thì mình có làm một cái ví dụ, cái ví dụ lúc nãy, cái hệ dàn lúc nãy mình có một cái ví dụ hệ dàn lúc nãy, và mình tính tất cả các thứ trong này rồi, tính bố trí các thứ bu lông với lại thấy các thứ trong này rồi, nhưng mà nhiều khi mình rất là ngại chia sẻ. Còn mình nghĩ là trong cái ví dụ trong cái khóa của mình bây giờ, cái K60 thì đại học xây dựng, thì mình nghĩ là mình sẽ không chia sẻ đâu. Và mình nghĩ là nếu mà các em khóa sau có xem được video này thì các bạn cứ liên hệ mình và mình sẽ chia sẻ. Mình cái lớp của mình nó lớn quá nên là mình rất là ngại. Hai là mình không muốn mang cái tiếng học giỏi. Thực sự là mình học không có tốt, nhưng mà chẳng qua là mình thích chia sẻ với mọi người các thứ mình biết thôi. Còn thực sự là mình học học không có tốt. Và mình đấy thì các em khóa sau mà có xem được video này thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua email, thì mình email của mình đây, thì mình sẽ share cái này cho các bạn. Cái này cũng không không có gì to tát hết, và mình sẵn sàng share, nhưng mà bởi vì là cái trong cái giới hạn đấy thì thực ra là nó không thực sự, nó không chính xác. Các bạn đọc tài liệu của mình nhiều, rất là nhiều tài liệu mình làm và có nhiều người bảo là sai, thì mình thực sự là khi mà mình đã share rồi bây giờ mình rất là khó để thu lại, bởi vì rất là nhiều người tiếp cận rồi, bây giờ rất là khó để thu lại. Thì bây giờ là mình cứ dùng trong cái khóa của mình đã, mình xem mà nó sai chỗ nào thì sau này mình sẽ chỉnh sửa. Okay. Em khóa sau thì mình nghĩ là sẽ, nếu các em cần thì mình sẽ share cho các em dùng. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bạn học tập tốt một lần nữa.